trình Gửi Chúc Tình Hồng phát trực tiếp trên sóng FM 92,5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Xin được mến chào quý thính giả. Vũ Hoàng rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gửi Chúc Tình Hồng do Đài Phát thanh Bình Dương phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện. Thưa quý vị, như đã hẹn ở Gửi Chúc Tình Hồng kỳ trước, Gửi Chúc Tình Hồng tuần này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt, đó là ca sĩ Giáng Tiên. Mở đầu chương trình thì Vũ Hoàng xin được mến chúc cho tất cả quý vị sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc quý vị nhé. Quý vị thân mến, theo đuổi dòng nhạc trữ tình ngay khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, sau bao nhiêu cố gắng không mệt mỏi thì đến ngày hôm nay, ca sĩ Giáng Tiên đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người yêu nhạc. Tiếp theo, thành công của các album như là Trách Ai Vô Tình, Mùa Xuân Cưới Em, Cơn Mưa Vô Tâm. Mới đây, ngày 9 tháng 9 năm 2013, ca sĩ Giáng Tiên cũng đã phát hành thêm album mang tên là Vọng Kim Lan với 9 bài hát. Đây là những sáng tác từ lâu đã đi vào lòng người bằng chất giọng ngọt ngào riêng có. Giáng Tiên lại một lần nữa thổi lên làn gió mộ điệu những tình khúc bất hủ ấy. Vẫn là cách thức gọi về 1900 571 518, nhấn phím 8 hoặc soạn tin nhắn TH khoảng trắng tên bạn, nội dung lời nhắn rồi gửi đến 6540 để đặt câu hỏi giao lưu với khách mời, cũng như gửi tặng những món quà âm nhạc đồng đầy yêu thương đến gia đình và bạn bè của mình quý vị nhé. Và đặc biệt hơn nữa, trong chương trình hôm nay, ca sĩ Giáng Tiên sẽ dành ra 10 album Vọng Kim Lan để gửi tặng cho 10 thính giả may mắn gọi đến tham gia chương trình. Những thính giả may mắn sau chương trình sẽ được tổng đài liên hệ để trao quà nhé. Vì chương trình của chúng ta kỳ này là chủ đề duyên quê, nên tất nhiên là những ca khúc được chọn phát trong ngày hôm nay sẽ mang giai điệu trữ tình quê hương, đúng không nào? Vũ Hoàng tin chắc rằng các thính giả yêu mến dòng nhạc này nói riêng và thính giả nghe đài nói chung, chúng ta sẽ có một chuyến hành trình đầy thú vị và ý nghĩa về với làng quê, với ruộng đồng, với dòng sông, bến nước. Còn bây giờ đây thì chương trình xin được chuyển đi những lời yêu thương mà các thính giả đã gửi về Gửi Chúc Tình Hồng trong tuần qua, nhờ chúng tôi làm nhịp cầu nối gửi đến những người thân của mình những cảm xúc ở trong lòng. Lời nhắn từ bạn Ngọc Dung, số điện thoại cuối 111. Yêu lắm làng quê ơi, và cũng yêu lắm tình cảm bình dị mà anh đã dành cho tôi. Với tôi như thế là hạnh phúc. Bạn trai có biệt danh là Cầu Tre thì gửi bạn gái có biệt danh là Con Đò. Chiếc cầu tre thì vẫn ở đó, con đò em đừng đi quá xa nhé. Và sau đây thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với tin nhắn từ người bạn có số điện thoại cuối 895 gửi đến người yêu số điện thoại cuối 3654. Từ khi có em, anh tin rằng một mái nhà tranh hai quả tim vàng vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Anh yêu em. Quý vị thân mến, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình để nghe bà ấy chia sẻ những kỷ niệm, những ký ức, những cảm xúc về chuyện tình nơi làng quê của mình quý vị nha. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho Vũ Hoàng kết nối với vị thính giả này ạ. Alo. Alo, dạ em chào anh Vũ Hoàng ạ. Rồi, xin được chào bạn. Bạn giới thiệu tên nha. Dạ, em chào anh và cũng như chào các khán giả đang nghe đài. Em tên là Ly. Hiện giờ em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì quê của bạn ở đâu? Dạ, quê của em ở Đồng Nai em ạ. À vậy hả? Bạn sống ở đô thị hay là ở một vùng miền quê nào đó của tỉnh Đồng Nai? À dạ, ngay thành phố Biên Hòa. À vậy đó hả? Dạ. Dĩ nhiên là quê hương thì gắn với mình rất là nhiều những kỷ niệm từ thời ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Mặc dù là bây giờ đã rời Biên Hòa Đồng Nai để lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và sinh sống, nhưng mà chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm mà bạn muốn chia sẻ với chương trình về địa phương mà bạn từng sinh ra, đó là Biên Hòa Đồng Nai. Dạ vâng ạ. Ngày em còn ở Biên Hòa thì lúc đó em nhận xíu thôi ở với bà nội. Và lúc đó thì chưa có nhà cửa nhiều như bây giờ đó anh. Cây cối rồi mọi thứ nó cũng giống như làng quê đó. Thì cũng có nhiều cái chị em hồi nhỏ thì hay trèo cây rồi chơi những cái trò trẻ con á. Ồ, trèo cây rồi có khi nào gặp tai nạn là té cây chưa? Dạ có chứ anh. Có luôn hả? Lần đó nó có căng thẳng lắm không? Thấy máu me tâm lắm. Trời thì cũng chị em cứ rối loạn lên, nhưng mà mọi chuyện cũng có người lớn giải quyết cũng sao. Nhưng mà dạ. Có bị ba mẹ đánh đòn không?
Dạ không, ba mẹ rất là sốc. À, con cưng trong nhà mà đúng không ạ? Nhưng mà lần sau cái lần đó thì chắc là cũng tở đúng không ạ? Cũng cẩn thận hơn khi mà trèo cây với những cái trò nghịch ngợm của thuở nhỏ, thì chắc chắn là tới bây giờ khi mà nghĩ về thì lòng mình rất là xôn xao. Ở miền quê của bạn, ở Biên Hòa Đồng Nai á, ở quê của bạn á, thì không biết là nó có ghi lại một cái dấu ấn nào đó, nó ghi lại một cái mối tình nào đó mà bạn đã trải qua cho đến tận bây giờ bạn vẫn không nguôi không? Dạ không anh ơi, tại vì em chỉ ở đó đến em 5 tuổi thôi, và em về sống lại với bố mẹ ở trên Sài Gòn. Và dạ, đến lúc đó cũng còn nhỏ. Như vậy là lúc nhỏ thì mình ở với ông bà của mình, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Khi lớn lớn một tí xíu, lớn lớn tí xíu thì mình mới trở lại thành phố để mà mình sống chung với cha mẹ. Với chủ đề của chương trình ngày hôm nay là duyên quê, thì không biết là có gợi lên trong bạn những cái cảm xúc nào đó khi mà bạn đã trải qua rất là nhiều những kỷ niệm của thời thơ ấu hay không? Em thì không có một cái mối tình nào ở cái tuổi đó hết, nhưng mà gọi lại em nhớ ông bà nội, rồi các em, anh chị em bây giờ thì đi Mỹ, đi nước ngoài hết rồi, nên cũng có nhiều cái kỷ niệm mà anh. Và cho đến bây giờ thì thỉnh thoảng khi mà gặp lại hoặc là liên lạc với nhau, đôi khi chúng ta cũng vẫn nhắc về những cái kỷ niệm đó đúng không ạ? Ôm lại kỷ niệm như là một cách động viên, như là một cách động viên là anh chị em trong gia đình hãy cố gắng để mà có thể có được một cái bước đường tương lai rực rỡ để mang đến niềm vui cho ông bà cũng như là cho cha mẹ người thân. Quý vị thân mến, Vũ Hoàng xin được nhắc lại, để gửi đến người thân bạn bè của mình những món quà âm nhạc ý nghĩa, những lời nhắn yêu thương, thì các bạn hãy soạn tin nhắn TH khoảng trắng, tên bạn, nội dung lời nhắn rồi gửi đến 6540. Và đặc biệt hơn nữa, trong chương trình hôm nay, chủ đề Duyên Quê, khi giao lưu với ca sĩ Giáng Tiên, thì ca sĩ Giáng Tiên sẽ dành ra 10 album Vọng Kim Lan để gửi tặng cho 10 thính giả may mắn gọi đến tham gia chương trình. Đây là album mà ca sĩ Giáng Tiên vừa phát hành vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Những thính giả may mắn sau chương trình sẽ được tổng đài liên hệ để trao quà nha. Quý vị thân mến, ngọt ngào và dễ thương là những cảm xúc của Vũ Hoàng khi mà đọc được những dòng tâm sự của một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình Gửi Chút Tình Hồng chủ đề Duyên Quê kỳ này. Bây giờ thì Vũ Hoàng xin được chia sẻ những cảm xúc này cùng với tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bạn tâm sự nha. Nhớ ngày đầu tiên hai đứa mình quen nhau, vì em là con gái nên rất hay thẹn thùng, còn anh, một chàng trai miền Tây thật thà chân chất. Nhà hai đứa cùng xóm, vậy mà đâu có ai biết ai đâu. Rồi như cái duyên cái số, hai đứa lại học chung đại học 4 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được tình yêu dành cho nhau, phải không anh? Bây giờ em đã là một cô giáo trường làng, còn anh á cũng có công ăn việc làm ổn định dù còn nhiều khó khăn. Có người bảo tại sao hai đứa không cưới nhau đi rồi lên thành phố lập nghiệp. Em và anh lại cười, dù không nói nhưng em biết chúng mình yêu con đường này, ruộng đồng này, yêu một cuộc sống bình dị. Và hôm nay dẫu còn vất vả nhưng em tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ của chúng mình trong tương lai, phải không anh? Nhưng anh ơi, nhà em xa lắm, ở bên kia đôi anh chờ nổi hồng. Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cùng qua. Hay là anh nói cho xuồng, nửa đường mệt quăng em xuống đứng bao giờ một mình. Thật tình anh muốn làm quen nên giờ nói thế để em vui lòng. Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh có được người anh thương. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh. Vừa đẹp người nè, vừa đẹp nết nè, mà lại còn ngoan hiền như thế này nữa chứ. Thôi, anh được cái nịnh em là hay nhất à. Anh nói thiệt đó, nhớ lần đầu tiên anh gặp em đó, lúc đó em đẹp ơi là đẹp, mà cho tới bây giờ anh cũng không quên được cái hình ảnh đó nữa đó. Vậy còn bây giờ
em có còn đẹp như người con gái ngày xưa của anh không? Hay là anh chê em già, chê em xấu? Đâu có, anh đâu có chê em đâu. Phải không đó? Bây giờ thì... Thì sao? Em sao? Em đẹp hơn. Ta bên nhau nhớ cái thuở ban đầu, hai đứa gặp giữa trời mưa ngâu. Em về đâu anh cho qua gian hè, lên xe anh chở cho đỡ mỏi chân. Nhưng anh ơi, nhà em xa lắm, ở bên kia đôi anh chờ nổi hông. Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cùng qua. Hay là anh nói cho xuồng, nửa đường mệt quăng em xuống đứng. Tình anh muốn làm quen nên giờ nói thế để em vui lòng. Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa không đưa về thưa với mẹ già. Làm sao anh có được người anh thương? Không đưa về thưa với mẹ già. Làm sao anh cưới được người anh yêu? Không đưa về thưa với mẹ già. Làm sao anh cưới được người anh yêu? Bây giờ mình cưới nhau rồi, anh phải hứa thương em suốt đời đó. Em suốt đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tâm sự của một bạn thính giả rất là dễ thương gửi về cho chương trình và thưởng thức bài hát Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu, một sáng tác của Cao Nhật Minh với tiếng hát của ca sĩ Giáng Tiên và Trường Sơn. Vũ Hoàng xin được nhắc lại một lần nữa, để tham gia giao lưu cùng với chương trình, giao lưu với ca sĩ Giáng Tiên cùng với chủ đề Duyên Quê, thì chúng ta sẽ cùng gọi về tổng đài 1900 571 518, nhấn phím 8 hoặc soạn tin nhắn là TH khoảng trắng tên bạn, nội dung lời nhắn rồi gửi đến 6540 để đặt câu hỏi giao lưu với khách mời trong chương trình là ca sĩ Giáng Tiên các bạn nha. Đặc biệt hơn nữa thì chương trình ngày hôm nay, ca sĩ Giáng Tiên sẽ dành ra 10 album Vọng Kim Lan để gửi tặng cho 10 thính giả may mắn gọi đến tham gia chương trình. Những thính giả may mắn thì sau chương trình, tổng đài sẽ liên hệ trực tiếp để trao quà những album Vọng Kim Lan của ca sĩ Giáng Tiên nha. Quý vị thân mến, còn bây giờ đây thì bộ phận kỹ thuật vừa cho biết là đã kết nối được với ca sĩ Giáng Tiên rồi. Vũ Hoàng xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay nhé. Alo, Vũ Hoàng và thính giả của Gửi Chút Tình Hồng xin được mến chào ca sĩ Giáng Tiên. Dạ, xin chào anh Vũ Hoàng. Và Giáng Tiên xin chào tất cả quý vị thính giả của chương trình Gửi Chút Tình Hồng của đài truyền hình, của đài phát thanh Bình Dương ạ. Nghe lời chào hết sức là ngọt ngào như thế này thì mới biết rằng là vì sao Giáng Tiên lựa chọn cái con đường là đi theo dòng nhạc trữ tình quê hương. Nghe buổi sáng thứ bảy mà nghe giọng Giáng Tiên thôi là thấy rần rần rồi đó. Dạ, chắc chắn là ngày cuối tuần rực rỡ với mọi người. Dạ, cảm ơn Vũ Hoàng. Cảm xúc của Giáng Tiên khi tham gia giao lưu lần đầu tiên với chương trình Gửi Chút Tình Hồng của đài phát thanh Bình Dương nhỉ? Giáng Tiên rất là vui mừng và rất là hân hoan khi được đài mời giao lưu với khán thính giả ở đài truyền hình Bình Dương. Giáng Tiên rất là vui mừng và hạnh phúc ạ. Bên Vũ Hoàng đó ạ. Cảm ơn Giáng Tiên rất là nhiều. Hiện tại thì Giáng Tiên đang ở đâu nhỉ? Ở tại nhà của mình luôn hay là đang ở một cái điểm nào đó? Dạ, Giáng Tiên đang ở nhà của Giáng Tiên ạ. Buổi sáng thứ bảy thì chắc là mình vẫn còn có một khoảng thời gian rảnh rỗi thư giãn, có thể lo việc gia đình hoặc là dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà đến tối là rất là tất bật với công việc của một người ca sĩ. Được biết là album Vọng Kim Lan thì mới ra mắt khán giả vào ngày 9 tháng 9 thôi, đúng không Giáng Tiên? Dạ, đúng anh Vũ Hoàng. Hẳn là bây giờ đây Giáng Tiên cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà sau những cố gắng nỗ lực đầu tư cho album Vọng Kim Lan á, thì giờ đây album đã lên kệ đĩa. Dạ. Cái tâm trạng lúc này như thế nào, Giáng Tiên có thể chia sẻ rõ hơn với các thính giả gần xa được không? Dạ, cảm ơn anh Vũ Hoàng nhiều. Và thưa quý vị thính giả, thì sau album Vân 1 của Giáng Tiên á, với chủ đề là Trách Ai Vô Tình, thì cũng đã nhận được rất nhiều những tình cảm của quý vị. Và sau hơn một năm thì Giáng Tiên lại tiếp tục phát hành
cho ra mắt album Vol 2 với chủ đề là Vọng Kim Lan. Thì cũng như anh Vũ Hoàng và quý vị khán giả đã biết, thính giả đã biết thì chỉ vừa phát hành được có vài ngày thôi, nhưng mà Giáng Tiên đã nhận được rất nhiều sự phản hồi và những tình cảm yêu mến của quý vị dành cho Giáng Tiên cũng như là dành cho album Vol 2 Vọng Kim Lan. Giáng Tiên rất là vui mừng, rất là hạnh phúc luôn. Mà không chỉ là Giáng Tiên không đâu, nhưng mà đối với tất cả một ca sĩ thì được khán giả đón nhận như vậy thì rất là hạnh phúc vô cùng anh Vũ Hoàng à. Đứa con tinh thần của mình sau những ngày tháng mình chăm chút cho nó, giờ đây được khán giả đón nhận và yêu mến thì chắc chắn là người mẹ sinh ra nó phải rất là hạnh phúc rồi. Hoàng á, thì Hoàng rất là thích về miền Tây Nam Bộ. Đó là cái miền đất mà Hoàng yêu vô cùng, yêu từ con người, yêu từ dòng sông cho đến những cái cánh đồng ruộng lúa. Và được biết rằng là Giáng Tiên á thì quê ở Đồng Tháp, đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Hoàng từng ghé Đồng Tháp rất là nhiều lần rồi, nhưng mà dĩ nhiên là cũng không thể nào có những cái cảm nhận sâu sắc hơn người con sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Bây giờ Giáng Tiên có thể chia sẻ một chút về quê hương của mình được không ạ? Dạ, cũng như anh Vũ Hoàng đã nói thì Giáng Tiên là một người con của Đồng Tháp. Và kính thưa quý vị, thì mỗi chúng ta khi nói đến quê hương của mình á, thì ai cũng có rất nhiều là kỷ niệm, kỷ niệm tuổi thơ rồi kỷ niệm ở làng quê. Nhưng mà đặc biệt á, anh Vũ Hoàng biết không, quê của Giáng Tiên á là mỗi năm thì lại có cái gì ta, một mùa nước lũ lại về. Vâng đúng rồi ạ, Vũ Hoàng có biết điều này. Dạ. Mùa nước lũ về thì trẻ con như tụi Giáng Tiên hồi xưa rất là thích. Tại vì mùa nước lũ về thì nó rơi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8. Thì đó là mùa hè đó anh Hoàng. Rồi Giáng Tiên với đây tất cả các bạn được nghỉ học nè. Rồi nước lũ về thì được đi tắm đê, rồi đi bắt cá. Và có một điều đặc biệt em đố anh Vũ Hoàng là mùa nước lũ về thì người miền Tây rất thích ăn cái đặc sản gì, anh Vũ Hoàng có biết không? Trời ơi, sao mà Giáng Tiên làm khó Hoàng vậy? Sáng mai mới ngủ dậy chạy vô studio là coi như là căng thẳng đầu óc rồi đó. Nói anh Vũ Hoàng đến Đồng Tháp rất là nhiều lần rồi. Không có tạt ngang thôi ạ. đính chính lại. Làm gì ta? Bắt cá. Đó thì có cái đặc sản, những cái đặc gì sản mà mùa đất lũ về là có đó. Hay, đạo diễn chương trình chú Hiếu ơi, có thể nhắc Hoàng được không? Rồi để nhân viên nhắc Hoàng nha. Rồi. Mùa nước lũ về thì có bông điên điển nè, rồi có cá linh nè, rồi có bông súng nè, có rất là nhiều những loại cá ngon. Nhưng mà đặc biệt á, người ta thường nói cá linh là đặc sản của đặc sản đó anh Hoàng. Được bắt cá rồi được hái bông điên điển rất là vui. Nếu mà anh Hoàng và quý vị á có thích thì có dịp nào ghé về quê của Giáng Tiên thì Giáng Tiên sẽ đãi những món đó cho quý khán giả và anh Hoàng được không ạ? Tiên ơi là Tiên, sáng giờ chưa ăn sáng cũng gần đến bữa trưa rồi mà nghe nhắc những cái món đặc sản của Đồng Tháp như thế này thì làm sao Hoàng có thể tiếp tục dẫn chương trình giao lưu cùng với Giáng Tiên được? Dạ em nói mà em cũng thèm em. Thực ra thì đến mùa lũ thì trẻ con thì rất thích đúng không ạ? Nhưng mà người lớn thì lại rất lo là con em của mình sẽ bị đuối nước này nọ, vân vân vân. Cái chuyện này xảy ra rất là nhiều trong thời gian gần đây. Nhưng mà tất cả những gì mà Giáng Tiên chia sẻ cùng với các thính giả từ nãy đến giờ thực sự đã gợi lên một cái miền quê rất là yên ả, thanh bình và đầy ắp kỷ niệm của Giáng Tiên. Chắc chắn là những kỷ niệm về miền quê này cũng theo Giáng Tiên vào những cái cảm xúc khi mà Giáng Tiên thể hiện những bài hát mà mình đã thể hiện rất là thành công trong thời gian qua. Cho Hoàng hỏi thiệt lòng nha, là trước đến giờ thì Giáng Tiên đã trải qua một mối duyên quê nào chưa? Mà dù có thể hiện tại thì đó chỉ là những kỷ niệm đẹp thôi, nhưng mà rất là mong muốn được nghe Giáng Tiên bộc bạch tâm sự chuyện duyên quê của mình. Kể chuyện tình yêu à? Mất cỡ lớn hết rồi đúng không ạ? Chuyện yêu là chuyện bình thường, như là một nhu cầu của con người trong cuộc sống vậy đó. Nếu mà anh Vũ Hoàng nói như vậy thì đã lên đến đây, đã giao lưu và tâm sự với quý khán giả thì Giáng Tiên cũng xin kể luôn một cái điều mà chưa bao giờ kể với ai. Thấy chưa Hoàng gài hay ghê chưa, rồi kể đi. Dạ, thì chắc hẳn trong mỗi chúng ta thì ai cũng có mối tình đầu, mà đặc biệt á là những chàng trai mà cô gái dưới quê á thì chân chất thật thà mà nhút nhát dữ lắm. Hồi đó Giáng Tiên nhớ là Giáng Tiên học lớp 9. Giáng Tiên rất là khó, mà khó ưa chứ không phải khó chịu.
cứ từ nhà thì cấp sách đến trường, học xong rồi từ trường về nhà, không có thèm nói chuyện với ai hết á. Con trai mà trên đường đi học về mà theo tán tỉnh rồi theo ầu ơi gì, chắc tôi rất là ghét. Cuối cùng không biết sao xui rủi gặp một cái anh chàng này học lớp 11, ảnh ở xã lên học, thì giáo viên ở huyện, ảnh ở xã lên, không biết sao tự nhiên gặp nhau cái nó bị sao xuyến sao không biết mà, cảm giác rất là kỳ, không ai nói ai hết á, thì mình cũng lén lén nhìn ảnh, ảnh cũng lén lén nhìn mình, mà không, mà giả bộ là không có nhìn người ta vậy đó. Xong cái được một vài lần gặp nhau, cái ảnh hỏi nhà của giáo viên, cái biết nhà giáng tiên rồi, xong cứ mỗi chiều khoảng tầm 4:30-5 giờ á là xách xe đạp, tôi nhớ là chiếc xe đạp mini màu xanh chạy vòng vô nhà giáng tiên, nhưng mà giáng tiên tại nhà giáng tiên ở đầu ngõ nên ảnh chạy vô, xong cái thấy giáng tiên và khoảng chừng 1:30-2 phút là chạy ra, không biết giống làm gì mà cứ chiều nào cũng vậy hết trơn á, khi thói quen cái mỗi chiều mà tới khoảng 4:30-5 giờ là giáng tiên không ở trong nhà đâu, đi ra ngoài sân á, ra ngoài sân đứng ngoài á. Làm bộ quét nhà, quét sân, sân hay là tỉa hàng rào bông bụp gì đó. Làm bộ đảm đang đó hả? Mà chủ đích là để chờ nấy đi ngang qua hay sao? Dạ, là ngóng trông cái thấy ảnh đi vô rồi, xong là ngày đó vui. Mà cái mà một ngày nào đó không thấy vô là tự nhiên vô cớ bực bội, bực mình, giận hờn mà không biết nói với ai, bực dọc lắm kìa. Trời không ơi. Biết là anh ta nay tự nhiên sao không vô vậy, rồi không biết là có bệnh hoạn gì không, hay là không biết là có đi chơi với bạn gái khác không, vậy đó, tự đặt câu hỏi cho mình vậy. Một thời gian sau Tiên học hết lớp 10, cái Tiên lên Sài Gòn Tiên học thì cũng có nói chuyện vài lần, nhưng mà nhát lắm, ảnh gặp mình là anh run 17 à, không có nói lớp 3 lớp bắp à, tức cười lắm. Có làm gì cho người ta sợ mà ta run dữ vậy không Tiên? Không, em hiền em hiền mà không biết sợ gặp sao, gặp mình cho ảnh sợ quá. Cái ngày cuối cùng gặp để tạm biệt á, cái Tiên nói với ảnh là anh ơi em lên Sài Gòn học nha, cái ảnh mới nói câu thiệt là vô tình luôn, ảnh nói em thích thì em đi dễ sợ luôn. Cái xong cái Tiên lên Sài Gòn học, học xong mà bẵng 10 năm đó, 10 năm đó Vũ Hoàng, 10 năm sau với Tiên về gặp lại ảnh thì cái cảm giác mình gặp ý như là ban đầu vậy đó, cũng ảnh cũng run bay bảy, cũng 10 năm rồi, 10 năm là cũng đâu có gần đúng không anh Hoàng, cái cảm xúc nó vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Bảy nói chuyện lắp ba lắp bắp mà nói chuyện mà không biết mình nói cái gì, thành ra từng người ta thường nói là cái tình yêu, cái mối tình đầu nó hay sâu sắc và nó hay để lại cho mình cái gì đó nhớ mãi đúng không anh Hoàng? Đúng rồi, tình đầu khiến cho con người ta có những cái cảm xúc còn rất là tinh khôi và trong trẻo về những cái cảm xúc trong tình yêu, và đặc biệt rằng là khi mà nghe giáng tiên chia sẻ cái câu chuyện tình quê của mình thì mọi người mới ô lên một câu rằng ôi cô ấy tuổi trẻ tài cao, lớp 9 đã rung động rồi. Giáng tiên đó là câu chuyện thật nha, giáng tiên không nha Vũ Hoàng, đó là câu chuyện thật của giáng tiên. Không yên tâm, Hoàng lớp 5 là đã biết rung động rồi mà, giáng tiên như vậy là còn muộn đó, yên tâm. Từ sớm quá nha. Nói chung là yêu sớm lắm, vậy bây giờ cuối cùng lại là forever alone, nó khổ như vậy đó. Rồi giáng tiên thân mến, bây giờ đây á, sau khi nghe giáng tiên tâm sự chia sẻ những cái câu chuyện của mình về cuộc sống, về miền quê cũng như là về album Vòng Kim Lan, thì có một bạn thính giả rất là hâm mộ giáng tiên đã kết nối với chương trình, mong được giao lưu trực tiếp với giáng tiên. Chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn ấy Tiên nha. Dạ rồi, Vũ Hoàng và ca sĩ giáng tiên mến chào bạn ạ. Dạ anh chào anh Vũ Hoàng và chị giáng tiên ạ. Chào bạn, bạn ơi tín hiệu điện thoại của bạn không tốt, bạn cố gắng nói lớn hơn nha, và nhờ bộ phận kỹ thuật của FM 92.5MHz sẽ điều chỉnh âm thanh để chúng ta có cuộc giao lưu trò chuyện nó thuận tiện hơn. Bạn ơi bạn tên gì ạ? Dạ em chào anh Hoàng ạ, em chào Hoàng Kim Lan, hiện tại em đang ở Bình Dương ạ. Bạn ơi tín hiệu điện thoại của bạn không rõ, bạn đang ở đâu mà nghe nó mờ tiếng nói của bạn lắm. Dạ, bây giờ anh có thể nghe rõ chưa ạ? Rồi, tốt hơn một tí, bạn tên gì bạn giới thiệu lại nha. Dạ em tên là, hiện tại là em đang ở Bình Dương ạ. Dạ. Bạn tên gì ạ? Dạ em tên Kim Ngân ạ. Bạn ơi, dạ. Thì Vũ Hoàng sẽ nhường sóng để bạn giao lưu cùng với ca sĩ giáng tiên bạn nha. Dạ. Rồi xin mời Ngân. Dạ, Ngân giao lưu đi ạ. Dạ alo. Dạ. Dạ chị Giáng Tiên ạ. Dạ Giáng Tiên ơi, bạn dạ. Bạn có nghe rõ giọng nói của Kim Ngân không? Dạ nghe Kim Ngân ơi. Rồi dạ. Kim Ngân có nghe được giọng của ca sĩ Giáng Tiên không nào? Dạ em nghe rõ ạ. Rồi bây giờ thì Ngân sẽ giao lưu cùng Giáng Tiên nha, xin mời bạn. Dạ em chào chị Giáng Tiên ạ.
Lai kính chào chị ạ. Hôm nay có vòng mới thì nghe chị hát cái bài Điều Vọng Tương Lai đó. Thì em thắc mắc là vì sao chị lại chọn cái dòng nhạc Chữ Tình Quê Hương để mà theo đuổi chị ha? Có phải là do là mình là người miền Tây cho nên là chị nghĩ đó là cái lợi thế khi mà chị chọn cái dòng nhạc này không chị? Rồi, cảm ơn bạn. Mặc dù là mà nghe không có rõ nhưng mà Giáng Tiên cũng hiểu được ý bạn muốn hỏi Giáng Tiên điều gì. Và Giáng Tiên xin trả lời bạn là cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Giáng Tiên nha. Cũng như bạn đã nói thì Giáng Tiên là một người con của miền Tây, cho nên Giáng Tiên đã lớn lên và gắn liền với những kỷ niệm quê hương, câu hát ầu ơ của bà, của mẹ, làm như là từ nhỏ nó ăn sâu vào máu của Giáng Tiên hay sao á. Cho nên khi mà được làm một ca sĩ rồi bước theo con đường ca hát chuyên nghiệp thì Giáng Tiên đã quyết định chọn dòng nhạc quê hương. Tại vì khi mà thể hiện những bài hát thì Giáng Tiên cảm nhận được kỷ niệm của quê hương Giáng Tiên ở trong đó, và Giáng Tiên cảm thấy rất là sung sướng và rất hạnh phúc khi mà được thể hiện ca khúc nhạc Trữ Tình Quê Hương. Cho nên Giáng Tiên đã quyết định chọn dòng nhạc quê hương, và cũng rất may mắn khi mà Giáng Tiên được sự ủng hộ của quý vị và khán giả đã chấp nhận Giáng Tiên đi theo dòng nhạc này ạ. Rồi, chắc chắn là câu trả lời này của Giáng Tiên sẽ làm hài lòng cho bạn Ngân. Ngân còn câu hỏi nào đặt giao lưu cùng với ca sĩ Giáng Tiên không Ngân? Dạ, trong cái album mới của chị Giáng Tiên á thì em nghe chị hát cái bài là Điều Vọng Tương Lai, chị nghe rất là nguồn mẫn. Thì em nghĩ là chị hát ca cổ rất là chị hay lắm đây. Có gì hôm nay thì chị có thể hát tặng em cũng như là các bạn khán giả một câu vọng cổ thì không hả? Hay quá Ngân ơi. Trời ơi, chị giống anh bạc. Đúng tim đen của tôi rồi Ngân ơi. Chắc là Giáng Tiên không nỡ nào từ chối cái lời yêu cầu rất là dễ thương này của bạn Ngân, phải không Giáng Tiên? Trời ơi, lại làm khó Giáng Tiên nữa. Ai biểu mới nãy làm khó Hoàng Chi thì bây giờ thấy chưa, cuộc sống rất là công bằng. Vâng, và nói đùa thôi. Thì cũng như Giáng Tiên nãy đã nói thì lớn lên trong câu hát ầu ơ của bà, của mẹ thì Giáng Tiên lúc nào cũng thích và ngân nga, cũng rất là thích hát trong cổ. Nhưng mà thôi thì nếu mà quý vị yêu cầu thì Giáng Tiên sẽ hát một câu giọng cổ, nhưng mà có hay có dở gì thì quý vị cũng ủng hộ nha. Rồi, vâng ạ, chắc chắn là mọi người sẽ ủng hộ. Bây giờ thì không có nhớ tác giả của cái bài tân cổ này là gì, nhưng mà cái nội dung của nó là một cô gái quê yêu một chàng trai, nhưng mà cô này làm nghề dệt chiếu. Anh Hoàng biết chiếu Long Can không ta? Hoàng có biết về loại chiếu này. Dạ hả, Giáng Tiên hát nhưng mà Giáng Tiên cũng chưa biết chiếu Long Can là sao, hy vọng là sẽ biết được nó. Đó là một cô gái dệt chiếu Long Can, rồi ước mơ sẽ xây đắp gia đình với anh này, rồi cô dệt tất cả mộng mơ của mình vô đôi chiếu, nhưng mà cuối cùng thì mộng ước không thành nên cô ta than thở và tủi phận cho số phận của mình. Rồi, đó là nội dung cùng cổ mà Giáng Tiên sẽ gửi đến cho tất cả mọi người ngay bây giờ, đúng không nào? Xin mời Giáng Tiên. Dạ, quý vị nghe nha. Anh ơi, đôi chiếu Long Can mang nặng tình người em gái nhỏ. Có thủy, có chung, có tình em trong đó son nở, quay lưng đi cưới vợ cho đành. Anh đã bóp trái tim son giò nát buộc tâm hồn. Anh ơi, ai đã nói lời thương giữa đêm rằm trăng sáng? Ai nói tiếng chung tình trên đồng lúa mộng mơ? Để em tôn thờ một khối tình thơ, xây lầu mộng vào đôi chiêu cười. Phải chi em đừng tin ai thì lòng đâu tức tươi, mới bước vào yêu đã lỡ môi duyên đầu. Trời, rung quá anh Vũ. Hay không, rất là ngọt ngào. Phải nói rằng là nếu như mà có một cái dịp nào đó Giáng Tiên cho ra một cái album có tân nhạc rồi cổ nhạc nữa thì chắc chắn là cũng sẽ đón nhận rất là nhiều những tình cảm và sự ủng hộ của các khán thính giả gần xa. Đây là một gợi ý từ Vũ Hoàng, và chắc chắn là các thính giả cũng rất là đồng tình ủng hộ. Giáng Tiên nghĩ như thế nào?
Dạ, nếu vậy thì Giáng Tiên rất là hạnh phúc ạ. Vâng ạ. Giáng Tiên thân mến, khi mà nghe, sau khi nghe Giáng Tiên thể hiện câu vòng cổ thì chúng tôi cũng đã mất tín hiệu của bạn Ngân rồi. Chắc là bạn Ngân cúp máy để mà nghe giọng của Giáng Tiên ca qua cái làn sóng radio của đài. Và trước khi mà cúp máy thì bạn Ngân cũng có gửi một cái lời yêu cầu, đó là bạn Ngân yêu cầu bài hát Vọng Kim Lan. Vọng Kim Lan của Hoàng Lê đúng không ạ? Dạ. Do Giáng Tiên thể hiện, đây cũng chính là bài hát chủ đề album mà Giáng Tiên vừa cho ra mắt vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Mong rằng là bạn Ngân sẽ có thật nhiều niềm vui khi mà chúng tôi gửi tặng cho bạn ca khúc Vòng Kim Lan mà bạn yêu thích. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận những cuộc gọi của bạn Ngân đến với chương trình Gửi Chúc Tình Hồng trong những số phát sóng tiếp theo để chúng ta cùng giao lưu và trò chuyện với những khách mời của chương trình. Còn bây giờ đây thì Vũ Hoàng ca sĩ Giáng Tiên xin mời bạn Ngân cùng với các thính giả đang nghe chương trình thưởng thức bài hát Vòng Kim Lan sáng tác của Hoàng Lê do Giáng Tiên thể hiện. Bài hát này cũng được thính giả tên là Thái Bảo, số điện thoại cuối 6315 yêu cầu để gửi tặng các bạn nghe đài. Bạn Thanh Thảo, số điện thoại cuối 7882 gửi tặng các bạn nghe đài. Và ca sĩ Giáng Tiên chúc các bạn nghe nhạc vui. Chúc cho chị Giáng Tiên ngày càng xinh đẹp hơn nữa và gặt hái nhiều thành công trong công việc của mình. Bạn Ngọc Trân, số điện thoại cuối 5120 gửi tặng bố mẹ, anh chị đang làm việc ở Bình Dương. Chúc gia đình mình vui khi nhận được ca khúc con gửi tặng nha. Người bạn có biệt danh là Thỏ Con, số điện thoại cuối 4784 thì gửi tặng cho các bạn của Thỏ Con đang làm việc ở Đồng Nai. Chúc các bạn vui với món quà mình gửi tặng và gặt hái nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Bạn thính giả tên là Hoa, số điện thoại cuối 1478 yêu cầu bài hát Vọng Kim Lan của ca sĩ Giáng Tiên để gửi tặng cho các thính giả yêu thích chương trình Gửi Chúc Tình Hồng. Chúc mọi người vui với món quà mà Hoa gửi tặng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử Giáng Tiên và Vọng Kim Lan. Ôi túi xanh mộng mơ.
tâm anh bẻ chữ đồng ra đi. Ân tình gái gánh từ đây đành thôi duyên số trăm năm lỡ nàng. Hè qua thu mang đông sang nắng xuân dịu dàng tràn lan chốn thôn trang đời ngày trung quan mà tình chàng xa bờ bi tâm để tìm yêu lạnh lùng quạnh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Vọng Kim Lan với tiếng hát của ca sĩ Giáng Tiên. Đây là ca khúc chủ đề album mà ca sĩ Giáng Tiên vừa phát hành. Và Giáng Tiên thân mến, có lẽ là bây giờ đây Giáng Tiên sẽ bật mí một chút về album Vọng Kim Lan của mình nha. Nhìn nhiều hơn nữa, trong cái quá trình thực hiện album này thì có gặp khó khăn hay thuận lợi gì? Thưa quý vị và thưa anh Vũ Hoàng, thì trong album này thì có sự tham gia của nam ca sĩ Chế Thanh, nam ca sĩ Dương Ngọc Thái, nam ca sĩ Mai Bức Huy và nam ca sĩ Trường Sơn. Thì cái album này thì cũng không có khó khăn gì lắm, tại vì Giáng Tiên chỉ tổ chức ở sân khấu nên chỉ thực hiện trong 1 đến 2 ngày thôi, chứ không phải là như là quay ngoại cảnh thì nó có thể là nó khó khăn và nó cực hơn nhiều anh Vân. Như vậy là cũng có khá nhiều thuận lợi khi mà thực hiện album Vọng Kim Lan, đặc biệt là có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ những người bạn trong nghề, đúng không ạ? Đó là những ca sĩ nam mà Giáng Tiên vừa chia sẻ. Và ban nãy thì chúng ta cũng được thưởng thức một bài hát do Giáng Tiên song ca cùng với Trường Sơn là Yêu Sao Cái Thỏa Ban Đầu. Rồi sau cái album Vọng Kim Lan này thì từ giờ đến cuối năm, không biết là Giáng Tiên có thêm những cái dự án âm nhạc nào cho mình hay là những kế hoạch nào không ạ? Dự án thì trước mắt thì Giáng Tiên sẽ tích cực tham gia lưu diễn thật là nhiều để có thể gần gũi với quý vị khán giả và có thể giới thiệu album Vol 2 đến tất cả quý vị. Và một điều này nữa thì sắp tới Giáng Tiên sẽ chuẩn bị cho ra một MV dòng nhạc quê hương trữ tình đặc biệt để gửi tặng đến quý vị khán giả. Nhưng mà cho Giáng Tiên giữ bí mật về cái MV này đi anh Hoàng. Chính vì bí mật như thế cho nên là mọi người mới tò mò, đúng không ạ? Và chắc chắn là mọi người sẽ rất là nóng lòng chờ đợi những cái sản phẩm âm nhạc sắp tới của Giáng Tiên để tiếp tục có những cái sự ủng hộ cũng như là sự quan tâm dành tình cảm cho những sản phẩm âm nhạc đó nói riêng và ca sĩ Giáng Tiên nói chung. Bây giờ có một cái câu hỏi nhỏ thôi nhưng mà nó rất là dễ thương như thế này từ người bạn số điện thoại cuối 73894. Có khi nào thở nhỏ chị Giáng Tiên nghĩ rằng giờ đây mình là một ca sĩ nổi tiếng không? Dạ từ nhỏ thì Giáng Tiên rất là đam mê ca hát, thì cũng ước mơ dữ lắm, nhưng mà không có nghĩ là mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng đâu. Chỉ là nhờ may mắn cho nên sự yêu mến của khán giả đã dành tặng cho Giáng Tiên. Thì bây giờ Giáng Tiên rất là hạnh phúc, cũng như là cái mơ ước của Giáng Tiên hồi xưa cũng đã dần dần trở thành hiện thực rồi. Cũng không có ngờ tiếng hát cho quý vị khán giả thôi, chứ nổi tiếng thì cũng không dám nghĩ đến. Là người của công chúng, được nhiều người yêu thích, được nhiều người quan tâm yêu mến, đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Và cũng chẳng có ngờ rằng là ngày xưa một cô bé quê Đồng Tháp, đúng không ạ? Cứ mỗi mùa nước lũ lên thì thích coi như bắt cá rồi chơi những cái trò chơi hết sức là dễ thương và dân dã như thế, giờ đây lại đứng trên sân khấu đèn màu sặc sỡ để mang lời ca tiếng hát của mình gửi đến cho các khán thính giả gần xa. Với chương trình Gửi Chút Tình Hồng ngày hôm nay, rất vui khi Giáng Tiên đã dành thời gian để giao lưu cùng với các thính giả của chương trình, rồi chia sẻ về album Vọng Kim Lan vừa phát hành với rất là nhiều những câu chuyện về quê hương của mình, về những cái dự án âm nhạc sắp tới. Chương trình cùng với Vũ Hoàng xin được chúc cho Giáng Tiên có thật nhiều sức khỏe, luôn tươi trẻ xinh đẹp và tiếp tục gặt hái thật nhiều những thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn và theo đuổi Giáng Tiên nha.
Dạ, cảm ơn anh Tự Hoàng rất nhiều. Và Giáng Tiên cũng rất vinh dự và rất hạnh phúc khi mà được trò chuyện cùng với thính giả của Gửi Chúc Tình Hồng của Đài Phát Thanh Bình Dương hôm nay. Giáng Tiên xin cảm ơn ban biên tập Đài Phát Thanh Bình Dương, cũng như cảm ơn anh Vũ Hoàng đã tạo điều kiện cho Giáng Tiên được giao lưu và được tâm sự với quý thính giả. Giáng Tiên xin chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe nè, luôn thành công trong công việc, và xin hẹn gặp lại tất cả các thính giả thân yêu trong một ngày gần đây nhất trong những chương trình mà ý nghĩa như thế này, và sẽ gặp lại được trò chuyện với anh Vũ Hoàng dễ thương. Nghe nó mát ruột dễ sợ lắm. Rồi xin được cảm ơn Giáng Tiên rất nhiều, chúc sức khỏe đến bạn, và chúng ta hy vọng sẽ sớm gặp lại Giáng Tiên trong một chương trình gần đây nhất của làn sóng FM 92.5 MHz Giáng Tiên nha. Dạ, cảm ơn rất nhiều anh Hoàng. Rồi, xin được chào Giáng Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa có buổi trò chuyện rất là thú vị và dễ thương với ca sĩ Giáng Tiên xung quanh album mà cô vừa mới phát hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2013 vừa qua, đó là Vọng Kim Lan. Mong rằng là quý vị đã có một khoảng thời gian thư giãn thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong chương trình Gửi Chúc Tình Hồng phát trực tiếp vào sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề là Hãy Mỉm Cười để giao lưu với diễn viên hài Anh Đức. Nếu quý vị muốn tham gia chương trình thì ngay từ bây giờ hãy gọi về tổng đài 1900 571 518, sau đó nhấn tiếp phím số 8 làm theo những hướng dẫn, hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp là TH khoảng trắng, nội dung lời nhắn rồi gửi đến 6540 quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Gửi Chúc Tình Hồng kỳ này cũng đã gần hết rồi. Chương trình sẽ được phát lại vào 20 giờ tối mai. Nếu như quý vị nào đã bỏ lỡ thì nhớ đón nghe lại nha. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và tham gia chương trình kỳ này. Chúc cho tất cả quý vị một lần nữa sẽ có những ngày nghỉ thật là vui tươi, ấm áp và bình yên bên cạnh người thân bạn bè của mình. Còn bây giờ đây thì biên tập viên Trúc Linh, Vũ Hoàng cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.